Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm rượu dừa nhé. Để làm rượu dừa thì các bạn cần chuẩn bị cho mình dừa, thì các bạn có thể chuẩn bị dừa già như thế này nhé. Và mình dùng nguyên liệu là dừa này và rượu. Thì rượu thì các bạn chuẩn bị cho mình rượu từ 40 đến 45 độ hoặc từ 37 đến 45 độ nhé. Để khi chúng ta ngâm ấy, thì không phải là chúng ta ngâm cái là chúng ta uống ngay, mà các bạn cần dùng cho mình ngâm ít ra phải 1 tháng thì các bạn mới được sử dụng, hoặc là mình để lâu hơn độ 3 tháng thì rượu của mình nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Khi làm rượu dừa này thì rất đơn giản, nhưng mà để được rượu ngon thì chúng ta để càng lâu thì rượu càng ngon nhé. Các bạn là cần chuẩn bị cho mình những quả dừa thì các bạn nên chọn mua những quả dừa già, thì khi mình ngâm rượu ấy, nó sẽ ngon hơn và to một chút, đế nó bằng khi chúng ta đặt xuống như nhà có công có việc, chúng ta đặt mâm cỗ, chúng ta cứ đặt quả cả quả dừa này vào là được. Hoặc là ngày Tết chúng ta có thể đón Tết năm mới với những quả dừa như thế này. Và bây giờ thì các bạn sẽ dùng cho mình con dao, mình sẽ, hoặc là đây là mình đã nhờ họ rồi ấy. Thì những cái núm này này là những cái lấm của quả dừa hay là quả con của dừa, thì các bạn chỉ cần dùng cái đũa cho mình như này thôi là các bạn có thể chọc xuống để mình lấy cái nước dừa ra. Sau đó thì các bạn sẽ, chính cái lỗ này mình lại cho rượu vào, thì sau đó thì mình sẽ dùng cái túi ni lông các bạn ạ, túi ni lông như thế này và một ít lá chuối để mình nhét vào miệng quả dừa nhé các bạn ạ. Quận đều lá chuối cho mình, gọn lại xong mình nhét vào túi ni lông nhé. Và nguyên liệu cần chuẩn bị và các cái túi, các bạn cần chuẩn bị cho mình những cái túi này để mình buộc nữa nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm. Đây các bạn dùng cái đũa này, các bạn là gõ cho mình nhé. Bạn khoe khoe đi để cho nó sâu xuống, để mình lấy cái miệng nó rộng rộng một chút thì sau mình dốc nước ra cũng dễ, mà mình cho rượu vào cũng dễ nhé. Đây các bạn sẽ cho phần nước ra cho mình. Phần nước này thì các bạn có thể uống, hoặc là mình gì nhỉ? Mình kho hoặc mình om các thứ đồ ăn ấy, thì nó sẽ ngọt hơn nhé. Và khi như này thì các bạn có thể dùng cái lọc, các bạn lọc đi. Vì đây toàn là của dừa chứ không có cái gì ngoài ra cả. Đây các bạn ấy hết cho mình nhé nước rồi. Sau đó thì mình sẽ tiến hành đổ rượu vào. Khi như thế vậy là hết nước rồi. Đây các bạn cho rượu vào cái ấm này nhé, để mình rót vào nhé. Đây mình rót từ can to ra, cái chai, cái sợi ca này. Mình rót từ từ để cho nó không trào ra ngoài các bạn nhé. Thật từ từ và nhẹ nhàng các bạn ạ, thì nó sẽ không bị rượu ra ngoài. Nếu là với nồng độ rượu thì các bạn chọn rượu từ 37 đến 42 độ, và rượu lếp được thì càng tốt nhé. Và mình nên mua rượu ở chỗ thân quen, hoặc những chỗ chúng ta quen biết ấy, thì nó sẽ chuẩn rượu hơn.
Mình dốc rượu ra không cần phải đầy như này các bạn ạ. Các bạn bỏ bớt đi cho mình nhé, để có một chỗ thoáng để mình còn cho cái nút vào. Thì các bạn mình dốc bớt rượu đấy. Mình chỉ để đổ 80 đến 90% thôi các bạn nhé. Và cái lá chuối này thì các bạn gập lại cho mình để mình lót vào trong nhé. Là rượu thuốc lá chuối, thuốc nút lá chuối các bạn ạ. Và mình sẽ cho vào cái túi ni lông này. Các bạn nhét vào cho mình nhé. Đây các bạn, khi mà đã như thế này rồi thì các bạn sẽ cho mình vào trong cái túi như đây nhé. Các bạn buộc lại cho mình. Các bạn chấm lại nhé. Mình dùng dây mình cuộc nó lại. Và nhớ là các bạn để nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp nhé. Và mình có thể treo lên thì, và không có thì đừng để cho va chạm, không có nó nghiêng hoặc đổ thì rượu của mình nó sẽ ra ngoài nhé, sẽ hỏng rượu các bạn ạ. Đây, với quả lầy thì các bạn cũng làm cho mình như vậy nhé. Và mình cũng chọc vào cái lỗ ở đây. Các bạn cũng lấy hết nước ra cho mình nhé. Đây, khi xong thì các bạn cũng cho mình rượu vào nhé. Mình cũng cho vào cái lọ này và cái ấy. Đấy, các bạn cứ nhẹ nhàng, các bạn là cho vào được 80-90% nhé, đừng đầy bình nhé. Đây các bạn, với cách nhét này thì các bạn nhét cho mình cái đũa nhé. Các bạn chặt một phần cái đũa ra và các bạn cũng cho vào cái ni lông cho mình nhé. Các bạn quận đều nó lại, chặt nó lại. Rồi sau đó mình nhét vào. Các bạn nhét cho nó chặt nhé, để cho nó không hở không khí vào được trong rượu, thì rượu nó không bị bay đi mất. Và mình lại cho cái phần túi ni lông này. Đây các bạn cho dừa vào rồi. Rồi các bạn xoắn nó lại và mình lại buộc chặt nhé. Buộc thật chặt nó lại. Đây các bạn, như vậy là mình làm được hạt dừa rồi. Và cứ mình lại cho vào một cái túi ni lông to nhé, cứ hai quả. Các bạn buộc cho mình một túi ni lông to như thế này. Và các bạn cũng lại buộc kín lại cho mình nhé. Và mình có thể treo lên hoặc là để vào những chỗ thoáng mát, không bị va chạm. Đây các bạn, như vậy mình đã làm được xong 4 quả rồi. Tương tự với những quả khác, các bạn cũng làm như vậy cho mình nhé. Để mình có thể có được rượu dừa đón Tết ngon và đảm bảo. Mình cũng chọc những quả này như vậy và mình cũng cho rượu vào như vậy nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Với cách làm rượu dừa đơn giản nhất tại nhà như thế này thì các bạn có một cái Tết vui vẻ sum vầy nhé. Mình cũng gõ cái này.